Yo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay mình có một cái pick up video rất là đặc biệt cho các bạn coi. Sau 6 tháng diet với lại tập thể dục với tập luyện cơ thể để mà xuống cân thì cái cơ thể của Viên nó đã không còn lớn như lúc trước. Viên rất là gầy hơn, mình có thể mặc đồ bó với đồ kiểu skinny với lại đồ cái style nó khác hơn các bạn, hiểu không? Thì lúc mà Viên ốm được rồi, Viên mặc vừa những cái đồ mà đồ bó, đồ skinny rồi đó, thì Viên muốn thử nghiệm, Viên muốn thử thách bản thân tí xíu, thì Viên đổi xu hướng ăn mặc. Như các bạn đã coi từ video trước, nếu mà các bạn chưa coi video trước hãy bấm vô channel của Viên, thì Viên đã bắt đầu đổi qua xu hướng mặc đồ của Hedy Slimane. Hedy Slimane là rất nổi tiếng cho những trang phục, những cái outfit, những quần áo rất là skinny, rất là bó, rất là gửi trước là những cái đồ mà cho những người gầy á. Thường thường á, những cái đồ của ông design á, những người nói thật, những người nặng cân mặc không có đẹp, mặc vừa nhưng mà không có đẹp. Sau chừng 1-2 tháng nay, Viên đã có bán được những cái đồ của trong tủ của Viên, giống như đồ Supreme, đồ Undercover này nọ, để mà mua những cái món đồ của Hedy Slimane. Thì lúc trước, video trước, Viên đã trải qua, Viên đã cho các bạn coi những cái pick up mà Viên đã mua từ Dior thời Hedy Slimane, Saint Laurent thời Hedy Slimane. Và bây giờ Viên đã đổi qua đồ của Celine by Hedy Slimane. Sao? Tại vì ông đang làm creative director ở Celine bây giờ. Tại nhiều bạn chắc cũng đã biết cái này rồi, là tại vì nếu các bạn là fan của K-pop, fan của Blackpink, fan của Lisa, Lisa là muse của Hedy Slimane luôn. Vừa 1-2 tuần qua, Viên đã lên tiệm Celine, Viên đặt một cái món đồ này đây, với lại Viên order, mấy các bạn thấy được cái thùng không? Viên order thêm một cái thùng đó. Hôm nay Viên sẽ unbox review cho các bạn coi. Let's go. Flashback. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang ở một cái mall ở trong gần cái khu mình ở. Thì hôm bữa thứ hai là mình mới lên cái mall này, mình order, mình đặt một cái quần từ hãng Celine. Thì hôm nay đồ đã tới thì mình lên mình pick up, cho nên mình sẽ dắt các bạn theo. Let's check it out. Ok, và đây là cái quần Viên order, quần ống flare velvet từ Celine. Đây quần Viên đang mặc hôm nay là Saint Laurent D17. Và Viên sẽ thử thêm hai cái teddy jacket của họ đang có sẵn ở trong tiệm. À, chết rồi các bạn ơi, order nhầm sai rồi, fuck, thế mẹ trọng đinh à. Đây là cái jacket teddy phải corduroy, áo thì hơi chật, quần hơi rộng. Đây là cái cowboy teddy, size này thì nó mặc nó rộng hơn. Hồi cái fit của cái này nó boxy hơn các bạn, mà thôi mắc quá, chưa mua vội đâu, chưa có tiền. 4 to 6 days later. Lần thứ hai. Cái này là size 29. Đây, hôm nay Viên mang boot mới của Celine, Chuck No Silver. Set đẹp luôn, perfect, đôi vừa. The next day. Ok, mình bắt đầu từ cái thùng này nha. Cái thùng này là Viên đã mở ra rồi, mà Viên đập hộp lại cho các bạn coi. Đấy, thì lúc mà mới về, nguyên cái mấy cái món đồ người ta gói bằng một cái giấy Celine rất là dài. Viên không muốn bỏ ra cho các bạn coi đâu, nhưng mà nó dài lắm. Đây, như thế này. Người ta gói nguyên cái hộp, hai cái hộp dài này. Gói rất là kỹ nha các bạn.
Còn mấy cái này là mấy cái túi đệm nè, để cho nó khỏi lúc mà vận chuyển nó không có bị đập, cái nó vẫn giữ được form của mấy cái hộp này. Theo ý kiến của Biên thì những mấy cái thứ này rất là hơi phung phí, thì đâu có cần nhiều giấy vậy đâu, bỏ mấy cái bubble wrap vô được rồi. Nhưng mà thôi, người ta muốn branding, người ta muốn khách hàng, người ta feel kiểu luxury ấy mà, thì người ta để những tờ giấy branding. Thì trong này Biên có mua hai đôi giày này là Biên mua được giá đặc biệt. Tại sao mua được giá đặc biệt thì Biên giải thích cho các bạn xem. Ở bên Mỹ hoặc là ở châu Âu, Biên nghĩ cũng có, ở bên Mỹ với châu Âu có vài tiệm gọi là tiệm outlet. Outlet có nghĩa là những cái đồ mà ở trên store người ta bán không được, người ta bán ế rồi, người ta hết mùa, người ta phải dời đi, người ta để cho collection mới vô, thì người ta thải, người ta đẩy những cái hàng này ra tiệm outlet. Nhưng mà đồ này là đồ chính hãng, chính brand bán luôn, nhưng mà nó nằm ở trong một cái vị trí khác thôi, chỉ một cái trung tâm bán đồ outlet luôn, những bán đồ mà season cũ á, mà giá discount luôn á. Thì cái tiệm này ở trên New York, nếu mà các bạn nào ở bên Mỹ, Viên sẽ để thông tin của cái tiệm này ở dưới đó. Thì Viên đặt hàng qua trên phone, thì người ta gửi nguyên cho Viên một cái catalog, xong rồi Viên chọn, Viên hỏi giá rồi trả tiền shipping, trả qua credit card, chinh xong một cái, hai ngày sau hàng tới đó. Thì Viên order hai hộp giày, không biết các bạn thấy được không đó. Thường thường thì người ta để hai lớp hộp nha, người ta để những cái sticker, những cái hình dáng ở trên cái lớp hộp này. Còn hộp này để trắng tinh, không để gì hết trong. Viên unbox cái này trước rồi, Viên để cái giày trên cái kệ giày của Viên. Nhưng mà trong này nó cũng cho những cái, nếu các bạn nào đã mua giày luxury rồi thì bạn biết những cái này là thường thôi. Nó cho mấy cái gói đệm để vô trong giày để cho khỏi bị mất form, rồi nó cho cái dust bag này nè để mà để giày vô. À, nói thẳng về phần giá cả thì hai cái đôi giày này Viên mua được 60% off. Tại sao? Tại vì lúc mà Hedy mới bắt đầu sang Celine á, những cái collection đầu nó bán không có chạy. Viên không biết tại sao, Viên thấy được cũng rất là đẹp, nhưng mà kiểu từ Saint Laurent người ta nhảy qua Celine thì kiểu như nhiều người người ta đòi hỏi, người ta đặt nhiều hy vọng về ông quá, xong rồi cái collection ông đưa ra kiểu nó không có được cái hy vọng của người mua, những cái fan, thì bán không có được thôi. Thì cho nên người ta đẩy ra, người ta bán, đẩy ra outlet người ta bán giá discount. Thì hai đôi giày này Viên mua là mua được giá tốt, 60% off retail. Để Viên nói lại lần nữa nha, 60% off retail, brand new mới tinh luôn. Đây, hộp tiếp theo. To là bá. Cũng vậy luôn, y chang luôn, không gì khác, với cái túi dust bag này nọ thôi. Và đây là hai đôi giày Viên đã đặt mua qua Celine Outlet. Giày thứ nhất là đôi giày có tên là giày Jackno, giày tay đó, giày tay Jackno, da bóng, da này là da không biết người ta dùng da bò hay là da gì, sheepskin, calfskin, Viên cũng không rõ. Nhưng mà Viên rất là thích cái form dáng của cái đôi giày này nha. Viên thì chưa phối đôi giày này bao giờ, tại vì Viên cũng coi như ít mang giày tay đó các bạn. Thường hồi xưa mang sneaker với mang boot thôi chứ không bao giờ mang giày tay. Nhưng mà Viên muốn thử thách bản thân, Viên muốn đổi xu hướng cái size tí xíu. Thì Viên lên mạng, lên Instagram, Viên tìm hiểu, Viên xem có ai này có cái đôi giày người ta phối như thế nào. Đôi giày này rất là đơn giản nha, nó chỉ có là một cái strap đây, mở ra. Thì cái giày này mũi rất là nhọn, nhưng mà cái form dáng người ta làm rất là sleek, rất là perfect luôn. Ít nhà sản xuất giày nào, ít designer nào mà làm những cái form dáng giày rất là sleek như là Hedy Slimane. Không có điều gì mà chê luôn đó. Bên trong nó ghi Celine. Thì mấy cái đôi giày này là fit true the size, Viên là size Viên giày tay với Vans với Converse là Viên mang 9.5. Cái này là Viên mua 42.5. Đôi giày này hình như nó có nhiều phiên bản, nên nó có giày, nó có da bình thường, rồi da lộn màu này. Tức là nó có nhiều phiên bản lắm. Thì ông này, ông mỗi lần ông design một cái silhouette giày nào, ông cho rất là nhiều vật liệu với lại nhiều màu sắc. Đó, nhưng mà cái đôi này Viên thấy nó nổi mà cũng không nổi mém, tại vì da màu đen, da bóng, dễ phối đồ. Đế này như là 20mm hay sao đó, 20mm, fuck.
Rồi đôi giày tiếp theo. Đôi giày này Viên mang đúng một lần. Đó, hôm qua mới đi ra pick up cái này, mang đôi này lên. Đây thì là đôi boot này là boot Jack No. Cũng là tên Jack No luôn, nhưng mà cái đế này là 60mm. Cũng rất là cao. Nhiều bạn sẽ so sánh cái boot này với cái boot Saint Laurent. Viên đã có một cái đôi boot Saint Laurent YS từ thu đông 2016. Viên bán cái đó rồi. Nhưng mà lúc mà Viên mua cái đôi này đó, Viên thấy người ta improve, người ta ông cải tiến cái đôi boot này lên, mang rất là sướng chân hơn nhiều các bạn. Thiệt luôn đó. Cái da này nó rất là mềm hơn. Chất liệu da này rất là mềm mại, đi rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đi giày boot Saint Laurent mà Viên phải đi chừng 5-6 lần để cho cái phần da nó được thoải mái, nó ôm vào chân hơn. Nhưng mà cái đôi này á, mang vô đi êm cực êm luôn, không cần breaking time, không cần gì hết. Mà nó còn nhẹ hơn nữa, một điều là Viên rất là thích, rất là chuộng. Nó nhẹ hơn đôi boot Saint Laurent như được 1/3 luôn đó. Nó rồi cái đôi zip này rất là dễ dàng luôn. Nhiều cái đôi boot khác thì Viên không biết, nhưng mà cái đôi boot mà Viên mua đó, trải nghiệm qua đó, cái zip nó rất là khó. Thì ở đây nó có một cái đường chỉ, stitching, signature, zip on the side, màu bạc hết, bằng da, để đây. Celine, đôi này là 40, size 43. Mình tháo này ra cái. Nó cứ miếng này để mình kéo lên, mang vô cho nó dễ. Rồi bên trong, logo Celine. Nhìn đồ của Hedis Lemain á, nhìn không có chi tiết, kiểu như nhìn rất là thường, rất là dễ nhái. Nhưng mà các bạn mang vô các bạn mới biết chất lượng như nó như thế nào. Với lại các bạn phối đồ nó mới thấy cái form dáng. Ổng làm cái form dáng của cái giày ổng, những cái quần áo của ổng rất là perfect rồi. Sau mấy chục năm kinh nghiệm, cái form dáng giày dép quần áo của ổng Viên không bao giờ Viên chơi được. Viên tưởng cái màu này á rất là khó phối đồ, nhưng mà ai giày cũng rất là dễ. Ok, là món đồ cuối cùng trong pick up hôm nay là Viên mua ở ngoài tiệm. Nói về mua đồ ở ngoài tiệm mà mua full price á, là Viên không phải là fan này. Viên không có muốn bao giờ Viên trả full retail hết trơn á. Mà kể mà Viên lúc nào Viên phải kiếm cách để mà trả under retail, các bạn hiểu không? Nhưng mà vì nói thật luôn nha, tại vì á, cái collection thu đông 2020 này người ta làm số lượng rất là ít. Tại vì sao? Tại vì Covid. Tại vì Covid cho nên nhà máy nó không mở cửa, rồi số lượng sản xuất rất là ít, cho nên mình không mua bây giờ là cũng nó cũng bán hết rồi, nó cũng không có đi sale, không có đợt sale nào hết, nó không có sẽ giảm giá, không, mình không có kiếm cái chỗ nào khác để mua để được discount hết trơn á. Cho nên Viên nghĩ thôi, mình cũng thích cái quần này mà cái fit nó cũng đẹp, giá thì không đẹp. Nói thật nha, giá này Viên mua cũng hơi đau, nhưng mà Viên nghĩ quần rất là quan trọng trong cái outfit. Áo thì mình không cần mấy, áo jacket, áo gì không có, nhưng mà cái quần nào fit đẹp là phải mua liền. Tại cái tiệm ở trên Viên không có cái quần này, cho nên người ta phải đặt vô, người ta phải order từ lấy cái từ những cái tiệm khác. Hình như cái quần này từ Rodeo Drive bên Cali, bên LA sao đó. Đó, thì cái này là cái size cuối cùng, cái quần cuối cùng của cái size này. Đây có cái túi dust bag. Ta-da. Đây, không biết các bạn, không biết cái camera có pick up được cái màu này không, nhưng mà cái quần này là quần ổng nhung. Nhìn ở trong camera nó có pick up được cái màu không, nhưng mà chất liệu nhung rất là tốt. Vải nhung á thì dính bụi rất là dễ. Nói thật các bạn luôn, vải nhung dính bụi rất là dễ, nên Viên phải bảo quản kỹ cái quần này. Nhưng mà cái quần này là quần ống le đấy. Đó, cái model, tên cái model của cái quần này gọi là Dylan Flair, vải velvet. Đó, cái mặt của cái quần Celine, cái cúc nó ghi là Celine Jeans I think. Rồi mở ra zipper Celine Paris trên cái hardware, thấy được không? Đó. Rồi mặt quần này là quần size 29. Trời ơi, Viên không bao giờ Viên ngờ mà Viên xuống được cái quần size 29 luôn á. Hồi xưa lúc mà Viên còn gầy á, Viên mặc được size 30 thôi, mà Viên không bao giờ Viên ngờ Viên xuống được size 29 luôn. Mới đầu Viên đọc trên mạng là người ta nói cái quần này fit rất là nhỏ, cho nên mua một size lớn hơn.
mà mua một size lớn hơn nó rộng mẹ vãi đái luôn các bạn. Quần này cuối cùng nó cũng fit true the size cho nên Viên người ta phải order cho Viên cái size 29. Mới đầu Viên mua size 31. Viên có đã mua được vài cái quần ống loe kiểu vintage để mà Viên thử mặc đi mặc lại. Nhưng mà không, nói thật luôn á, cái silhouette, cái tailoring của Hedy Slimane là không ai chơi lại bằng Hedy Slimane trong cái tailoring gọn. Viên rất là happy with this purchase. And that's it for today's video. Thank you for watching. Much appreciated. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Make sure you like, comment, and subscribe. Follow me on Instagram. Something right here. And I'll see you next time. Peace.